Chào tất cả các bạn, thì hồi nãy mình đã làm một clip rồi nhưng mà mình thấy còn thiếu. Bây giờ mình sẽ đi cái cạnh ngược lại hồi nãy, quay cho các bạn xem nha. Đây là An Hòa quán. Rồi ở đây là có bán bánh bao nè. Đây, quầy bánh bao. Rồi mình sẽ quay tổng quan cho các bạn xem nha. Ô, rơm mà trang trí đẹp quá. Rơm rất là dân dã. Đây là trường tiểu học Trưng Vương. Trời ơi, đẹp quá. Mình nhìn lạ quá, mình nói dân dã, ai ngờ đây là trường tiểu học Trưng Vương. Rất là đẹp. Đây, hèn ơi, các bạn thấy cái tựa thôi cũng rất là chân quê. Đó là chợ quê, chúng ta là chân quê. Đó, chợ quê, đây là trường tiểu học Trưng Vương. Cho mình quay ẩm thực ở Trưng Vương này nha. Rất là đẹp mắt. Đây nè, chợ quê thành thử ra có dép nữa nè các bạn, nghe không? Đó, quần áo đó nè. Đó, có quay cá lóc chưa? Chưa, đây chủ nhà đó. Đây là trường. Rồi đây nè các bạn, hoa mà rất là đẹp, trang trí rất là đẹp luôn. Nè, lớp mà trang trí được đây là chợ quê nè. Đây, chợ quê đúng nghĩa luôn nè. Chợ quê đúng bầu bí. Rồi, ông Điền ơi, tôi xuống riêng nữa nè. Rồi, ông Điền đây, một cái loại hoa mà mình rất là hay đưa cho bài hát của mình, đó là hoa liên hệ. Không thể để năm 2000.
2022 của cục thuế. Đây các bạn thấy màu sắc rất là đỏ. Cái cục thuế nè các bạn có thấy nó ngon không? Đây thì là hoa sa đéc, lúc nào nó cũng hoa đẹp. Đây là đoàn phường 2, bạn ơi, cơ sở phường 2. Một hộ đi anh ơi. Không còn cơ sở phường 2. Hai một hộ đi anh ơi. Anh đẻ lên mấy đứa. Mình không có quay trước đã. Vì đây nè. Nè, chào em. Đó, rất là xinh tươi. Đây là những cái món ăn của công đoàn phường 2 nè. Đó thì sao? Rồi, đây bánh giò. Dạ lên thơ đi, đi từ đây đến ngoài đó. Anh yên tâm đi, từ đủ ngoài. Em cầm tới 500 em đi cũng hết á.